TikTok, 5 dòng chó búp đồ lai phổ biến. Tại sao ta lại lai búp đồ với các giống khác? Búp đồ là một trong những giống chó phổ biến, chúng rất thông minh và siêu dễ thương. Búp đồ là giống chó không gây dị ứng và ít rùng lông, vì vậy chúng là vật nuôi tốt cho những người bị dị ứng với chó. Nên khi lai với búp đồ, bạn sẽ được các lợi ích về đặc tính trên. Đầu tiên, búp đồ lai với Golden Retriever. Chúng đã trở thành một trong những giống chó lai được tìm kiếm nhiều nhất do sự kết hợp thành công của chúng giữa ngoại hình ưa nhìn, trí thông minh và bộ lông khỏe. Nếu bạn quan tâm đến một con chó có kích thước trung bình đến lớn, ít rụng lông, Golden Doodle có thể phù hợp với bạn. Thứ hai, búp đồ lai với Labrador Retriever. Chúng rất thông minh, hiền lành và năng động. Chúng là những con chó hoạt động vừa phải, hòa đồng với những vật nuôi khác, người lạ và chị em. Chúng là những người bạn đồng hành phù hợp với gia đình sống trong căn hộ và các cặp vợ chồng có con nhỏ. Đây có lẽ là một lựa chọn tốt cho những người bị dị ứng vì lông chó và ít bị rụng lông. Thứ ba, búp đồ lai với Fox Sox. Chúng nhỏ nhắn và xinh xắn, thông minh và tình cảm, năng động và vui vẻ trong nhà. Chúng không hung dữ, mặc dù chúng có thể cư xử dè dặt và hay sủa.